Trời chú Long. Chú đang làm gì kêu cái giật mình. Đừng chỉnh cái máy giảm mưa nãy giờ đục mưa. Dạ có bị ướt lon chú. Thì đó sự chú chỉnh coi nó có bị cái gì không có cũng mừng. Dạ, con có tới cái chỗ cũ con tìm chú mà không thấy chú bán cái đó mà vô tình tự nhiên cái bà... chạy qua đây thì thấy chú đứng ở đây. Ừ. Thì giờ này sắp hết giờ mà sao còn cái số mấy vậy? Còn mấy cờ. Dạ. Mưa lớn quá đâu có bán được đâu. Rồi chúc con lì xì cho chú nha. Trước tiên thì kiếm chú cũng có một chút xíu việc thì con cũng muốn giúp đỡ cho chú một ít. Dạ. Để chú đóng tiền nhà hàng tháng. Dạ thì sẵn dịp đây thì còn thưa quý vị, Tuấn Khương nãy giờ quên. Tuấn Khương TV xin chào quý vị. Chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe. Đây là chú Long. Chú Long 70 tuổi, chú Long bán vé số với lại cái thùng lo của mình, và đặc biệt chú Long hát rất là hay. Nếu mà nói chú Long hát hay như ca sĩ thì cái điều đó Tuấn Khương không có dám công nhận, nhưng mà nếu mà một người nghệ sĩ đường phố mà ở tuổi chú Long hiện tại bây giờ thì phải nói là giọng ca chú là khá là đặc biệt. Khó ai làm được lắm. Chú vừa chạy chiếc xe này và bên cạnh đó chú vừa chở một cái loa như thế, và chú bán vé số một ngày là chú bán được khoảng bao nhiêu tờ? Dạ, khoảng 200 mà cậu ơi, chứ đâu có sức khỏe đâu bán sống để đóng tiền nhà trọ với ăn uống đồ. Dạ, cỡ 200 tấm. Như hôm nay mưa thì còn dư mấy tờ trả bớt không hay là trả bớt hết mớ rồi đó. Vậy hả? Chứ coi là không trả là tiền đâu đập vô. Lỡ mà ví dụ mưa luôn mình rồi không trả được luôn thì ôm hả? Rồi ôm chứ sao giờ, nếu hên ông trời không cho thì đỡ con là mình qua như mấy ngày sau là mình hết không có tiền lời luôn. Dạ. Bán để đập vô cái tiền ôm đó. Dạ. Đứng ngay đây nghe cái đường nó bay nè mọi người. Có thấy chúng hay đứng ở ngoài đường bán, nhiều hơn ha. Lum bán cái chút đèn nhiều nhất là bán đèn với mấy cái chợ rồi nó có khách rồi chứ. Dạ. Khi thỉnh thoảng chạy cũng được lạ thử coi có bán được có không. Không chứ lại giờ cũng là chợ cả đi ngang nó thấy trời mưa quá đục luôn. Dạ. Dạ. Chú cái cuộc sống của chú hiện tại sao chú? Giờ chú cũng ở được ở nhà trọ của mình à. Con ơi giờ đóng nhà trọ thì cũng khó khăn thì mình cũng dán dình dụm đóng chứ đi sao giờ với quê lên đây chân ướt chân ráo mà cũng nhờ bà con thương giúp đỡ từ tờ giấy số để chú mưu sinh như sao giờ. Dạ, rồi những tháng dịch mình không đi bán được thì sao? Thì nhà trọ nó cũng giảm cho mình, còn thiếu thì để đó từ mình trả chứ giờ sao thì đâu trả. Dạ, ăn uống thì sao? Ăn uống thì có gì ăn nấy chứ giờ dịch bệnh mà ai cũng vậy chứ phải mình đâu. Dạ. Nhưng mà nhà nước cũng hỗ trợ cho chú được một lần tiền 1 triệu. Dạ, thì cũng ổn ha. Nói chung là cũng đỡ tạm thôi chứ vượt khó khăn. Vượt qua những khó khăn mình khó khăn. Dạ. Con thì con xem chú trên mạng hát nhiều lắm. Thật sự ra thì con cũng cảm nhận được là cái giọng ca của chú nó có một cái gì đó nó gieo cái sự gọi là làm cho con người một cái người nghe nhạc họ sẽ đồng cảm cùng với chú. Nó mang mát là sao á. Dạ. Thì con cũng muốn gặp chú để trước tiên là hỗ trợ được cái gì cho chú thì hỗ trợ, tại vì luôn cả bản thân con thì chắc có lẽ là để hỗ trợ nhiều thì cái đó không có. Nhưng mà có thể những cái gì đó chia sẻ với chú trong cuộc sống. Thì con đang dự định là một tháng là chú đóng tiền nhà bao nhiêu tiền? 1.3 triệu là điện nước luôn đó. À, điện nước luôn 1.3 triệu. Dạ, vậy nếu chú ở mình vậy đó hả? Dạ, có ai ghép không? Không có ai ghép đó. Đâu có ai dám ở cho chú rồi chú đi tối ngày rồi. Nhưng mà chú không biết người ta làm sao, gặp cái thành phần không được tốt nữa, mình bị mang tiếng, mang tâm nữa. Dạ. Thôi làm chịu khó mà lỡ mình chứ làm sao giờ. Chú bán vé số được bao lâu rồi? Tính ra cũng gần 3 năm rồi đó. Dạ, gần 3 năm hả? Và vậy cái công việc bán vé số của chú gần 3 năm nay thì chú có cảm thấy nó ổn định không hay là? Thì nó cũng bấp bênh lắm, lúc mà được lúc không. Rồi gặp dịch bệnh tới này thì rồi chú ở nhà cả mấy tháng trời đâu có tiền bạc đâu. Dạ, bây giờ bán được thì chắc con nghĩ chắc không bằng cái lúc mà... Không bằng đâu, lại ngày xưa đó thì có quán xá đông khách đồ này nọ, còn bán được nhiều số. Dạ. Nhưng bán nhanh thì mình khỏe về sớm, giờ bán được chiều tối luôn mới hết. Dạ, chú... tức là bây giờ chú bán vé số thì chú đi khắp nơi ở Sài Gòn luôn. Đúng rồi, vòng hết các quận huyện ở thành phố nè. Chỗ nào thấy có khách là mình ngừng mình bán một hai bài vậy, mình bán không đi chỗ khác vậy đó. Dạ. Nhưng mà thường thường thì bán quận 3 quận nhất là nhiều, tại vì ở đó là khu đó thì cũng phải dân đông đúc hơn nhiều. Dạ. Yeah. Nhà con thì gần ở đây, bởi vì hôm bữa con đi ngang con biết chỗ chú bán đó. Ừ. Nhưng mà nãy mưa thì
có đi ngang đó hỏi thì cái chị đó nói hồi nãy thấy ổng mưa quá thì thấy ổng đục xong ổng bỏ ổng chạy đâu rồi, chắc cũng vòng vòng đây, cái thôi đi vòng vòng đi tìm chú luôn, cũng may được gặp chú. Chú cho cháu hỏi là chẳng hạn như bây giờ cái cuộc sống của chú như vậy, chú sống một mình đó, chú có cảm thấy nó buồn không? Rất buồn, thử cho mới nhờ âm nhạc để mà mình gỡ cái sự buồn mình vào cho những người mà có mang tâm sự giống như mình, để họ thương thức những bài hát của mình, yeah. Để họ đồng cảm với mình, yeah. Chí bằng với chú cũng đam mê lắm con ơi, yeah. Bán gì chứ tâm hồn nghệ sĩ lắm, nhưng mà tại vì mình lớn tuổi rồi, để đi cuộc sống bây giờ nó đâu còn thời gian bao nhiêu đi đối với chú đâu, dạ. Chú thuộc nhiều bài không chú? Trời ơi, gần 200 lượng. Gần 200 bài hát thuộc hết luôn hả? Ừ, đúng rồi. Dạ, vậy cũng hay ha. Con nhiều khi con ở đây con làm ca sĩ chứ thật ra con thuộc cao lắm, khoảng chừng 30-40 bài. Muốn hát thì mình phải ôn lại mới nhớ, chứ không thôi cũng không nhớ. Thật sự ra cái điều đó thấy chú thuộc 200 bài hát là cũng là một cái điều rất là thú vị và rất là khó đó quý vị. À, chú chích vaccine chưa? À, giờ chích chích được 2 bữa rồi, à, mới khỏe rồi, 2 ngày là buổi 2 đó, buổi đầu là chích đến nay là gần 2 tháng rồi, mới chích buổi 2 được 2 ngày rồi. Vậy, nhưng mà thật sự ra con nói với chú vậy, dịch vẫn còn. Dĩ nhiên. Dạ, nhưng mà tức là mình đang được thoải mái trong xã hội thôi. Nhưng mà chú khi mà chú bán cũng vậy, chú nhớ kỹ lưỡng một xíu. Tại vì cái tiền đó chú có thể là nó nước nó xâm nhập qua cái tiền, dạ phải để dạ đó, cho nên con khuyên chú là nói chung cuộc sống mưu sinh thì chắc có lẽ rằng chú hát thì bắt buộc là phải không đeo khẩu trang mình mới hát nó mới hay được, chứ mình đeo vô nó ngợp thở cũng nổi, nhưng mà chú phải kỹ lưỡng chút xíu để mình tránh những cái trường hợp xảy ra nó không tốt đó chú. Đúng rồi, con cũng rất là mong làm sao mà chú có được nhiều sức khỏe để thứ nhất để mưu sinh cuộc sống hàng ngày, thứ nhì là mình mang cái lời ca tiếng hát đến cho những người khán giả đang thương chú, bởi vì mấy ngày hôm nay con thấy chú rất là hot nha, dạ thấy khán giả lên nghe bài hát của chú rất là nhiều luôn, ủng hộ chia sẻ rất là nhiều, dạ nhưng mà được cái là giờ chú kích được 2 mũi là thấy cũng ổn rồi ha, dạ mừng lắm rồi, giờ cái chuyện bệnh đó thì không báo trước được, nó đồng ý là chích 2 mũi nhưng mà nó muốn đến là nó đến thôi. Yeah. Không có tránh được đâu, nhưng mà mình ngừa lúc nào được thì tốt thôi, yeah. Đúng không? Yeah. Chứ đâu biết nó lúc nào nó xuất hiện vô trong người nào đâu, yeah. Đâu có biết đâu, yeah. Mình chỉ cần sơ sẩy một xíu rồi mình dính liền, yeah. Mà chú ăn uống thì sao? Ăn uống thì coi như là có dạng nấy, bà con của bác trên đường đi họ có cho những cái quần tôm từ thiện, cũng có bánh mì cũng có, yeah. Rồi khi không có thì mình mua, yeah. Chúng cũng chấm đắt là một ngày là chú ăn sáng với ăn trưa với ăn chiều là 60,000 đó, yeah. Yeah. Một ngày mỗi hơn 20 là 60 đó, 60 thì tiền mà là chú không có uống cà phê đó nha, chỉ ăn không đó là 60 rồi đó, nếu uống cà phê nó là 70-80 cũng chừng, dạ. Rồi 200 vé là được bao nhiêu? 200,000 bao nhiêu? Rồi 200,000 tờ có ngàn à. 200,000 là tiền nhà một ngày 50 rồi. 50,000. Ừ. Ăn uống gì tính ra cũng đồng dư rồi, trong giữa dư có mấy chục ngàn à, nhưng mà nhờ gói ghé bà con thấy thương tình những người cho 10,000, 5,000, 7,000, 6,000 với cái 20. Dạ. Cái 50 thì theo cái khách họ có tiền không tiền mà cho mình thì mình cảm ơn họ thôi. Dạ. Cái số tiền đó này thì mình bỏ vô heo đó, cái gì mình dành dụm để sau này mình có cái bệnh hoạn gì mình cũng có tiền mua thuốc uống chứ, dạ. Cũng có tiền làm mua, dạ. vậy chứ bây giờ bà xã chú đâu mà chú sống mất được? Rồi mất cũng 7-8 năm nay rồi, 7-8 năm thôi chú, dạ. Rồi chú có con không? Không có đứa nào hết, hai chồng, dạ. Xin lỗi chú, con đang đụng tới cái chuyện buồn, chú thấy mắt rưng rưng con cũng cái chuyện, dạ. Đó thì ai cũng đi qua hết, ai cũng tránh khỏi đâu, nhưng mà cái chuyện buồn nó qua rồi, giờ mình cái nghĩ trước tới cái hiện tại đi, bây giờ mình dáng cố gắng sao mà mình giữ cho mình cái sức khỏe đi, để mình phục vụ vấn đề văn nghệ và cho đường phố này, cho những người mà có cái lâm sàng đồng cảm với mình về, yeah. Âm nhạc, yeah. Thưởng thức. Bây giờ cho chú rất là quý rồi. Yeah. Không muốn cho con thắc mắc một cái điều này, hôm bữa con có xem một cái video clip cái bài hát chú hát, thì con thấy là nói là chú hiện tại là hai hàm răng chú không còn cái răng nào, đúng không chú? Đúng rồi. Đó cho nên bây giờ chú có thể
con sẽ đứng hơi xa thôi chút xíu, chú có thể chú mở khẩu trang ra để cho khán giả được thấy cái răng của chú không? Được chứ, có đâu có gì đâu, có quan trọng đâu, lớn tuổi rồi cần. À, nhưng mà nhìn rất có duyên nha chú nha, nhìn cười rất có duyên. À, các bạn thấy không, các bạn chú lông, chê lông là không còn răng, lớn tuổi rồi thì đương nhiên là cái chuyện răng rụng là chuyện bình thường. Thì chú cũng đang cố gắng là muốn có được Mạnh Thường Quân giúp đỡ chú bộ răng đúng không, để mình ăn uống ngon hơn hoặc có thể để mình hát hay hơn, bởi vì không có răng á, bạn không có răng thì hát có khó đánh dần á, giống như là chữ có nhiều chữ đánh dần không có được, không khó nhưng mà chú hát cái hơi thở, cái hơi của chú rất là hay. Thôi bây giờ con sẽ vào cái vấn đề chính, thì ngày hôm nay là con gặp chú, con sẽ tặng cho chú 1 tháng tiền nhà. Dạ, cảm ơn con. Tiền nhà trọ tháng này, thường thì chú đóng nhà trọ vào ngày mấy? Thì sắp sửa tới rồi, còn tuần lễ nữa tới rồi. À, vậy là được khoảng gần giữa, gần cuối tháng hả? Tại vì mình ở ngày nào là tính ngày đó đó. Dạ. Thưa tất cả các bạn, ngày hôm nay thì Tuấn Khương gặp chú Long, chú Chế Long. Tuấn Khương sẽ tặng cho chú Chế Long 1 tháng tiền nhà trọ, bởi vì chú nói là một khoảng 1.3 triệu. Dạ. Dạ, khoảng 1.3 triệu. Thì thôi con sẽ tặng cho chú 1.5 triệu đi. Dạ. Để dạ cho chẳng ha. Ừ. Dạ. Thì con cũng rất mong là chút xíu nữa con sẽ xin cái số điện thoại của chú và con lưu lại, thì vào hàng tháng con sẽ nhớ vào ngày cỡ gần cuối tháng đi, hơn giữa tháng, gần cuối tháng thì con sẽ liên lạc với chú, và chú ở đâu thì con sẽ mang tiền đến để giúp đỡ cho chú tiền nhà. À, không phải riêng tháng này mà những tháng sau, nếu điều kiện con, nếu mà con có điều kiện thì con luôn sẵn sàng cho chú trong khoảng thời gian sắp tới. Thì chú cũng mong là con khỏe mạnh để mà con có điều kiện để giờ giúp đỡ cho chú, rồi chú cứ cảm ơn trời đất đã tạo cho mình có một người đã nghĩ đến mình, giúp đỡ cho mình trong lúc mà mình gặp khó khăn như vậy. Dạ. À, nè các bạn nhìn thấy cái tay của chú không? Đi nắng nè, giải nắng dầm mưa riết là chai sần. Đó, các bạn thấy chai sần không? Bán từng tờ vé số để mưu sinh, mà bằng cái lời ca tiếng hát của mình rất là quý, cho nên con thấy như vậy mỗi lần con xem chú hát trên mạng đó là con cảm xúc lắm. Hiếm khi nào mà có được những cái người lớn tuổi như chú mà tự mưu sinh, tự bươn chải và tự sống với một cái cuộc sống gọi là giống như không cần phải dựa dẫm vào ai, mà con cảm thấy chú rất là nghị lực. Dạ, thì thôi bây giờ con sẽ gửi cho chú. Chú ít lòng nhiều nha chú. À, đây là 1.5 triệu tiền mặt, và hàng tháng này con sẽ cố gắng, con sẽ hỗ trợ chú để chú có tiền nhà. Cảm ơn. Rất mong là chú đừng có suy nghĩ tới nữa. Thì bây giờ mỗi ngày chú bán được bao nhiêu thì mình cứ ăn uống cho đủ chút xíu đi. Dạ đúng rồi, dạ. Để bảo vệ mà. Đúng rồi, mình mà. Chú sử dụng chú thèm ăn cái gì chú cứ việc chú ăn. Bởi vì dạ. Bây giờ chú không phải lo tiền nhà nữa. Thì dạ. Con sẽ hỗ trợ chú phần đó. Rồi mình thèm cái gì mình ăn, mình khát nước thì mình cứ uống. Đặc biệt là chú lớn tuổi rồi, chú phải cố gắng giữ gìn cái sức khỏe của mình, ăn uống cho đầy đủ. Và mỗi một ngày á, chú có biết cái vitamin C mà cái hũ vitamin C trong tiệm thuốc Tây bán mà tròn tròn không? Chú đâu có rảnh để làm tại vì đâu có tường rồi, đâu biết đâu. Rồi, để con sẽ mua cái đó tặng chú, và một ngày chú 1 viên. À. Một ngày chú 1 viên đó để chi trong cái thời gian này dịch bệnh nó tăng sức đề kháng mình lên. Đó. Hoặc là chú nó sẽ làm cho chú thanh giọng mình hát hay hơn. Bởi vì chú hát một ngày rất là nhiều. Đúng rồi. Và nó sẽ xuống sức mình, có cái đó nó tăng sức đề kháng. Ừ. Và một ngày chỉ 1 viên thôi. Thì để có thể chút xíu nữa con sẽ kiếm được tiệm thuốc Tây nào gần đây á, con sẽ mua, con quay lại con gửi chú ha. Dạ, con chúc cho chú thật nhiều sức khỏe. Dạ. Giọng ca của mình cứ hát hoài để tặng khán giả. Đúng rồi. Thưa tất cả các bạn, một lần nữa thì ngày hôm nay là Tuấn Khương rất là cảm xúc và rất là vui sướng khi được đứng cùng trò chuyện với lại chú Long, Chế Long. Và với một hoàn cảnh như thế này thì Tuấn Khương nghĩ là tất cả các bạn đi đường thì chúng ta gặp chú Long, chúng ta hãy ủng hộ cho chú Long vài tờ vé số để cuộc sống chú Long được thoải mái hơn. Và chúc cho tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe, và chúc chú Long cũng nhiều sức khỏe nha. Chú Long và chào tạm biệt mọi người. Chú Long kìa, tạm biệt mọi người nha. Sao chú nhìn con hoài vậy chú? Thấy con nói chuyện này chú cảm động quá. Rồi bye bye nha cả nhà.